Thưa quý vị, tại buổi tiếp ông Axel Van Stoltenberg, Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới WB vào sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng báo cáo Việt Nam 2045 với tầm nhìn phát triển dài hạn, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, tác động của COVID-19, cũng như các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đánh giá cao WB đã hỗ trợ Việt Nam hoàn thành báo cáo Việt Nam năm 2035, công bố năm 2016, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là báo cáo có chất lượng và tầm nhìn dài hạn với Việt Nam. Nhắc đến ba khâu đột phá quan trọng của Việt Nam trong phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế, Chủ tịch nước mong muốn WB hỗ trợ cả ba khâu này, đặc biệt là hạ tầng, nhất là những hạ tầng quan trọng có khả năng giúp Việt Nam phát triển mạnh mẽ, cất cánh trong thời gian tới. Tổng Giám đốc WB cho biết, WB sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, xây dựng báo cáo Việt Nam năm 2045 và sẽ nỗ lực hết sức tìm nguồn lực cần thiết để thực hiện nghiên cứu này. Về các dự án trọng điểm trong các đột phá mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu ra là cơ sở hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực, Tổng Giám đốc WB cho rằng đây là các vấn đề cốt lõi mà WB rất quan tâm và sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong triển khai các đột phá này. Chiều nay trong chuyến công tác tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm nhà máy sản xuất sản phẩm may mặc và mô hình thiết chế công đoàn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sao Mai, huyện Vĩnh Bảo. Thành lập từ năm 2005, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Sao Mai hiện có 5 nhà máy tại Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định và hơn 20 nhà máy mà công ty tham gia cổ phần liên doanh, liên kết trên cả nước. Với 12 triệu sản phẩm mỗi năm, tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, Canada, năm ngoái doanh thu của công ty đạt trên 500 tỷ đồng. Công ty đang tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động trên địa bàn Hải Phòng và hơn 5.000 công việc tại các đơn vị liên doanh liên kết. Thu nhập bình quân của công nhân tại công ty Sao Mai là 11.500.000 đồng một tháng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao công ty Sao Mai đã hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Biểu dương lãnh đạo công ty quan tâm đến việc hình thành chi bộ đảng với nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của nhà máy. Đặc biệt, công ty đã xây dựng được hệ thống nhà trẻ cho con em công nhân, hỗ trợ con em được học tập, tạo môi trường làm việc an toàn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn thời gian tới, công ty Sao Mai ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến nhất trong ngành dệt may để phát triển xanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, công ty cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến an toàn lao động, nhất là an toàn cháy nổ trong mùa nắng nóng. Tiếp tục nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống công nhân. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần tới gần 5 triệu lao động ngành dệt may, da giày, túi sách trên cả nước và đề nghị các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống công nhân lao động. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Trung tướng Nguyễn Văn Lân, nguyên Tư lệnh Quân khu 3 ở phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và đến thăm tặng quà cán bộ lão thành Nguyễn Văn Huấn, 82 tuổi, 55 năm tuổi Đảng ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm tặng quà các thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Là một cơ sở điều dưỡng thương binh, Trung tâm Kim Bảng có nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho thương binh bệnh binh nặng hạng đặc biệt và một số đối tượng khác có hoàn cảnh đặc biệt. Trung tâm có 77 thương binh bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên và 35 thân nhân người có công. Tại đây, các thương bệnh binh được kê đơn, cắt thuốc, được nhận những liều thuốc tinh thần, chính là sự tri ân, chia sẻ, cảm thông của đội ngũ cán bộ bác sĩ, điều dưỡng, những người vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, luôn ân cần trong công tác chăm sóc, điều trị và sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ tâm sự của các thương bệnh binh. Thăm hỏi sức khỏe, điều kiện đời sống, sinh hoạt của các thương bệnh binh, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Hà Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tri ân những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và người có công, gia đình người có công trên cả nước, cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Theo mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến các thương bệnh binh, người có công đang được chăm sóc điều dưỡng tại trung tâm. Thủ tướng khẳng định: Như Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn, đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở, yên ổn, đồng thời phải mở ra những lớp học dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh, vân vân. Đối với cha mẹ, vợ con mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục dành những điều kiện tốt hơn nữa để chăm lo cho các thương bệnh binh, người có công trên địa bàn. Thủ tướng cũng đề nghị Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng phát huy kết quả tích cực đạt được, tiếp tục làm tốt công tác nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ tiêu chuẩn đối với các thương bệnh binh nặng và các đối tượng khác có hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lại Thị Tý, sinh năm 1924, là mẹ của hai liệt sĩ Lương Trương Hoành và Lương Nam Tiến, và gia đình liệt sĩ Lê Văn Dũng, sinh năm 1962, hy sinh năm 1996 trong khi làm nhiệm vụ tại phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, và tặng 30 sổ tiết kiệm, 1.000 suất quà cho người có công, tỉnh Hà Nam. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bun Thong Chít Mạ Ni đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào được tổ chức trọng thể tại thủ đô mỗi nước trong ngày 18 tháng 7 đã thể hiện sống động mối quan hệ đặc biệt có 102 giữa hai đảng, hai nước. Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit được dư luận theo dõi kỹ lưỡng, đánh giá rất cao. Phó Chủ tịch nước Bun Thong Chít Mạ Ni chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Đồng thời, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập tự do trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ xây dựng đất nước hiện nay. Gần đây nhất, Việt Nam đã cử các đoàn chuyên gia sang Lào chia sẻ các kinh nghiệm quý báu để tìm ra cách thức phù hợp giải quyết các vấn đề khó khăn của Lào, luôn dành cho Lào sự hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực với 1.100 suất học bổng trong năm 2022. Cũng tại nhà Quốc hội chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới WB Axel Van Stoltenberg. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới WB và nêu rõ WB luôn là một đối tác rất quan trọng và tin cậy của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại COP26, Việt Nam đã đưa ra cam kết rất mạnh mẽ đến năm 2050 đưa mức phát thải ròng về bằng không. Đây là mức cam kết ngang bằng với các nước châu Âu, thể hiện quyết tâm rất cao và trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Để thực hiện các mục tiêu này, ngoài nỗ lực của Việt Nam thì cần phải có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có WB. Về khung khổ hợp tác giữa Việt Nam và WB trong thời gian tới, theo Chủ tịch Quốc hội, vẫn cần tập trung vào việc thực hiện 3 đột phá chiến lược của Việt Nam. Trong đó về chiến lược hoàn thiện thể chế, Chủ tịch Quốc hội mong muốn WB quan tâm và ưu tiên hỗ trợ Việt Nam xây dựng hạ tầng mềm, như hỗ trợ tài chính kỹ thuật cho việc hoàn thiện thể chế chính sách và các hệ sinh thái phát triển. Về hạ tầng cứng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị WB tập trung tư vấn, hỗ trợ Việt Nam xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia có tính chất liên vùng, tạo động lực lan tỏa vùng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bày tỏ đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về định hướng hành động trong thời gian tới, Tổng Giám đốc WB cho biết WB đã tăng thêm 50% số tiền cam kết hợp tác với các quốc gia giai đoạn sau COVID-19 lên 200 tỷ đô la Mỹ. Sự hỗ trợ này để các nước có thể ứng phó nhanh chóng trước khủng hoảng, đồng thời có tầm nhìn dài hạn, hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn và bền vững. Trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, từ năm 2019 đến nay, WB đã tăng số tiền từ 14 tỷ đô la Mỹ lên 26 tỷ đô la Mỹ để giúp ứng phó với những thách thức do biến đổi khí hậu. Về lĩnh vực này, Tổng Giám đốc WB mong muốn là đối tác hiệu quả của Việt Nam. Chuyển sang các thông tin thời sự quan trọng khác. Chiều nay ngày 19 tháng 7, đoàn kiểm tra số 5 do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn, đã tổ chức hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung kiểm tra tập trung vào hai chuyên đề trọng tâm: công tác tiếp nhận, chuyển giao và giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giám định, định giá tài sản liên quan đến đất đai, tài nguyên và môi trường. Đặc biệt thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tại hội nghị về công tác giám định, định giá tài sản đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo ngày 18 tháng 1 năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được,
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ ra 8 tồn tại trong công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và 3 hạn chế trong công tác giám định, định giá tài sản. Đồng chí chỉ rõ, qua công tác kiểm tra, cho thấy số đơn tiếp nhận và số cuộc thanh tra kiểm tra nhiều, nhưng số kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm còn hạn chế. Trong 10 năm xử phạt được hơn 250 tỷ đồng vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, còn chưa tương xứng với thực trạng. Về công tác giám định, định giá tài sản còn thiếu phối hợp trong trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu giữa cơ quan tổ chức có liên quan, thậm chí từ chối cung cấp hoặc việc trả lời kết quả còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giám định, định giá. Đồng chí cũng đề nghị Đoàn Kiểm tra và Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục rà soát lại từng việc, thực hiện nghiêm và chỉ rõ từng vi phạm để đưa ra kết luận chính xác, đề xuất cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm với những cán bộ làm sai lệch hồ sơ. Kết quả xử lý phải được báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi làm việc với ông Axel Van Trostenberg, Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới về một số nội dung hợp tác song phương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Việt Nam luôn coi Ngân hàng Thế giới là đối tác phát triển rất quan trọng. Cảm ơn Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ nguồn lực, trong đó có một số dự án tài trợ nghiên cứu khoa học của Việt Nam, đồng thời tư vấn chính sách vĩ mô cho chính phủ Việt Nam trong quá trình triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển tầm nhìn đến năm 2045. Ông Axel cho rằng, hai bên có nhiều cơ hội hợp tác trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên gia nghiên cứu chính sách cao cấp. Bên cạnh đó, thông qua những dự án đào tạo, đội ngũ chuyên gia Việt Nam sẽ được tiếp cận thực tiễn thông qua quá trình nghiên cứu các lĩnh vực cụ thể. Ngân hàng Thế giới cũng sẵn sàng chia sẻ kiến thức, bài học kinh nghiệm trong quá trình hợp tác trên nhiều lĩnh vực như tài chính, nâng cao năng lực hệ thống y tế, ứng phó dịch bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, số hóa. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ngân hàng Thế giới có phương án hợp tác với các đơn vị nghiên cứu chiến lược của Việt Nam, trong đó có Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong hỗ trợ xây dựng báo cáo Việt Nam 2045. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch COVID-19 tại quận Bình Tân. Đi cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo thành phố và đại diện các sở ban ngành thành phố. Trước buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đi kiểm tra thực tế một số điểm phức tạp về dịch sốt xuất huyết tại phường An Lạc A và phường An Lạc. Tại trạm y tế phường An Lạc A, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã kiểm tra thực tế, nghe trạm y tế báo cáo về công tác phòng chống dịch và những kiến nghị đề xuất của tuyến y tế cơ sở đang gặp khó khăn trong quá trình hoạt động, nhất là trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 và dịch sốt xuất huyết. Sau đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một ổ dịch sốt xuất huyết nằm trên đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc. Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã đi từng nhà người dân thăm hỏi, riêng dịch sốt xuất huyết có diễn biến phức tạp kể từ đầu mùa mưa. Tổng số ca bệnh sốt xuất huyết từ các bệnh viện, phòng khám báo về là 3.698 ca, tăng 205,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 2.153 ca nội trú, 1.545 ca ngoại trú. Quận ghi nhận có 2 ca tử vong và hiện nay quận đang giám sát 40 ổ dịch. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2022, chiều nay đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh đã hy sinh tuổi thanh xuân, một phần xương máu của mình cho độc lập của Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh, tri ân sâu sắc với những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công trên cả nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Đảng và Nhà nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng quan tâm khác. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về công tác điều hành giá 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng công tác quản lý điều hành giá 6 tháng cuối năm 2022.
với mặt hàng điện trong thời gian tới xem xét chưa điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, trước áp lực tăng giá của các nguyên liệu đầu vào, cần tiết kiệm chi phí, kiểm soát, xử lý những tồn tại liên quan đến chi phí để giữ ổn định giá điện. Về cước phí vận tải vật liệu xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải theo dõi nắm bắt tình hình, ra soát việc tăng giá phải phù hợp với diễn biến và cơ cấu của chi phí xăng dầu trong chi phí vận tải. Với các mặt hàng khác, dịch vụ tiếp tục theo dõi sát tình hình giá cả thị trường, triển khai các giải pháp cụ thể, phản ánh, đề xuất khi có diễn biến bất thường, trình cấp có thẩm quyền quyết định. Liên quan tới kết luận thanh tra số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng về quy hoạch tuyến đường Tố Hữu Lê Văn Lương, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội vừa có văn bản số 3096 gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét làm rõ thêm một số nội dung trong kết luận. Sở Quy hoạch và Kiến trúc kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét làm rõ thêm việc Thanh tra Bộ Xây dựng chưa nêu định hướng quy hoạch cũng như quy hoạch chi tiết trục đường tại các quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là tại quy hoạch chung cư xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259 ngày 27 tháng 6 năm 2011. Nội dung kết luận này là chưa đầy đủ và toàn diện, chưa phù hợp với quy định pháp luật cũng như yêu cầu phát triển kinh tế của thủ đô qua các thời kỳ. Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội viện dẫn nhiều cơ sở pháp lý để khẳng định qua các thời kỳ từ năm 2002 đến nay, trục Lê Văn Lương trước hợp nhất và Lê Văn Lương kéo dài sau hợp nhất luôn được xác định là xây dựng trục cao tầng. Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội cũng khẳng định việc điều chỉnh quy hoạch tại khu vực tuyến Lê Văn Lương, Tô Hữu, Nguyễn Thanh Bình là bảo đảm phù hợp. Do vậy, việc Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng thể mặt bằng, phương án kiến trúc không thuộc trường hợp điều chỉnh là chưa áp dụng đúng quy định luật xây dựng năm 2003, luật quy hoạch đô thị năm 2009, các quy định liên quan khác, chưa tính đến các đặc thù yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong giai đoạn này. Về kết luận việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội nêu quan điểm cần trao đổi thống nhất lại do chưa phù hợp quy định của luật xây dựng và luật quy hoạch đô thị. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị thảo luận quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp đề nghị tỉnh Đồng Nai cần dự trữ quỹ đất chung quanh sân bay Long Thành để phát triển trong tương lai, tính đến tầm nhìn năm 50 năm nữa và xa hơn nữa. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ghi nhận các ý kiến và cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tổng hợp để đưa ra đồ án quy hoạch vùng huyện Long Thành, từ đó quy hoạch chi tiết từng khu vực để mời gọi đầu tư phát triển Long Thành. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho ngành trong nửa cuối năm. Từ năm 2020 đến nay, giá cước vận chuyển đã tăng 4-5 lần do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giá xăng tăng. Thời điểm tháng 6 năm 2022, để có thể xuất được một container 40 feet qua bờ đông nước Mỹ, mất trung bình 400-410 triệu đồng. Trải qua 12 lần tăng giá xăng dầu kể từ đầu năm, hiện có khoảng 40-50% tàu khai thác hải sản đã nằm bờ, dẫn đến nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến giảm 70-80%. Hiệp hội đề nghị chính phủ và các địa phương cần có chính sách để phát triển và mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, ban hành các quy định và chính sách khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu. Thưa quý vị, giá trị giao dịch thương mại điện tử nội địa trong năm 2021 và 2022 lần lượt tăng trưởng 15% và 20%. Những con số này đã minh chứng cho sự phát triển và quan tâm của nhiều doanh nghiệp cá nhân đối với loại hình thương mại điện tử. Với mục tiêu đào tạo về thương mại điện tử cho đối tượng là các doanh nghiệp hộ kinh doanh vừa và nhỏ, hôm nay, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo chương trình Bệ phóng Thương mại Điện tử Tây Nguyên. Chương trình Bệ phóng Thương mại Điện tử Tây Nguyên sẽ tổ chức đào tạo tập huấn cho hơn 1.500 doanh nghiệp hộ kinh doanh vừa và nhỏ trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên theo hình thức online. Các diễn giả tham gia là các giảng viên, chuyên gia đến từ các doanh nghiệp, đối tác lớn, đã và đang cung cấp các nội dung đào tạo về thương mại điện tử, có kinh nghiệm triển khai thực tiễn tại Việt Nam cũng như quốc tế. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn triển khai nhiều nội dung như xây dựng doanh nghiệp trên môi trường thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, nền tảng truyền thông trên mạng xã hội, triển lãm giới thiệu những giải pháp, nền tảng dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử có thể kết nối tới nhà cung cấp, các doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn.
Thưa quý vị, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong công tác quản lý phát triển một số loại hình thương mại, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại. Dự thảo đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan. Dự thảo đã phân loại các siêu thị theo thứ hạng, tiêu chí hoạt động và phạm vi hoạt động. Trong số này, tiêu chí cửa hàng tiện lợi quy định vị trí đặt tại khu dân cư tập trung, diện tích kinh doanh từ 30m2 đến dưới 200m2, kinh doanh trong khoảng 3.000 tên hàng. Đối tượng phục vụ chủ yếu là khách trong bán kính dưới 500m, có thể hoạt động tối đa 24 tiếng trên một ngày, đã gây nên những ý kiến trái chiều trong thời gian qua. Đối với các cửa hàng hiện hành thì chúng tôi cũng sẽ không biết được là người dân đến từ đâu. Thành ra cái việc mà xác định là người dân cư ngụ trong 500m đối với chúng tôi là chuyện không thể, và nó cũng sẽ xảy ra tình hình là chế 25 cũng có thể là vi phạm pháp luật. Cái vấn đề thứ hai là đối với những cửa hàng phát triển mới thì một cái rất là rõ ràng đó là chúng có thể giới hạn lại cái số lượng cửa hàng mà chúng tôi có thể phục vụ người dân cũng như số cái lượng cửa hàng mà chúng tôi phát triển mới sau này. Các chuyên gia kinh tế cho rằng Bộ Công Thương khi đưa ra đề xuất chưa khảo sát tình hình thực tế. Ở các nước khác, việc người dân có thể từ nơi này sang các nơi khác mua hàng là điều bình thường và không có một quy định nào tương tự như dự thảo kể trên. Việc mà để doanh nghiệp họ tự phân loại, tôi nghĩ rằng không, trên thực tế nó không làm được. Làm sao tôi biết là người khách hàng đến mua là ở khu vực nào? Hoặc sản phẩm nào sẽ được bán cho người A mà không được bán cho người B? Điều này tôi nghĩ rằng nó khó thực tế, và trên thế giới thì tôi cũng chưa hình dung ra được là ở đất nước nào hiện tại đang áp dụng một kiểu luật như thế này. Thế thị trường mà chúng ta đã áp dụng như vậy, tôi nghĩ rằng là nó đi ngược lại với cái nền kinh tế thế giới cũng như là nền kinh tế chúng ta là kinh tế thị trường. Vậy chúng ta cần phải coi lại việc này, và chúng ta đưa các cái áp dụng và cái tiêu chuẩn này cho các doanh nghiệp, các nhà bán lẻ, các cái trung tâm tiện lợi để thực hiện việc này không làm được. Đây là cái mà chúng ta cần phải thực tế, và tôi không hiểu rằng là với mục tiêu này để giải quyết vấn đề gì. Tôi cho rằng nó sẽ hạn chế cái quyền kinh doanh của tổ chức và cá nhân, và điều này nó cũng gây là bất tiện, và nó sẽ không khả thi khi chúng ta áp dụng cái quy định này. Chúng ta không nên đưa thành những cái văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh cái quyền tự do kinh doanh của tổ chức và cá nhân. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn chục chuỗi siêu thị bán lẻ, trong đó có những tên tuổi mang tính toàn cầu như Aeon, Lotte Mart, Vinmart, và những đơn vị này đóng góp rất lớn vào kinh tế của thành phố. Do đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu dự thảo này thông qua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán lẻ trong thời gian tới. Vì thế, trước khi thông qua dự thảo này, cần phải có những đánh giá chi tiết lợi và hại để không gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh ở nước ta. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tối nay.